Chào chị Gai và ông Ngọc nhá. Mọi người có thể share lên cho bé nào. Mọi người chia sẻ lên cho bé em nha. Mọi người chia sẻ lên cho bé em nha. Chào chị cái quán nha. Mọi người chia sẻ lên cho bé em nha. Em sẽ xả hết đô cho bé này. Em xả hết đô cho bé nha mọi người nha. Áo cho bé em xả 99 cá này. Áo cho bé 3D cho bé 14 à 13 đến 18 kg mặc vừa nha. Áo 3D cho bé em xả 99 cá này. Trong có lớp lót lống nha. Trong có lượt lọc lống này, em xả 99 cá này. Mẫu cho bé em xả 99 cá nha. Áo cho bé em xả 99 cá. Không bao giờ các mẹ mua đâu được về áo này về giá 99 cá nha. Không bao giờ. À đôi cho bó có cái áo 3D này đẹp chị này. Em về có hai cái thôi. Em lấy cho thằng con em size nhỏ. Con chị size to này. Con chị lấy á, size to này. Áo này đẹp lắm. Đây em lấy có hai cái thôi. Cho con em một cái này. Chị có lấy không này. À, dạ em đi bắt đồng nhỏ em bị chăn rồi chị ga ngốc à em bị chăn rồi em bị chăn bắt đồng nhỏ nha. Áo này đẹp này mọi người nha, trong lợp lọt như thế này nhá, trong lợp lọt như thế này em xéo áo này 99 cá này cực kỳ đẹp luôn, cho bé khoảng tầm từ 13 đến 18 kg mặc vừa nhá, 13 đến 18 kg mặc vừa. Bỏ bỏ nha chị cao hơn bỏ con nhà em một tí nhá, bỏ con nha chị cao hơn con nhà em một tí này. Áo này vừa này con nhà em lấy size nhỏ hơn với luôn nè, con chị lấy size này to này. Đây nhá, áo cho bé em xả 99 cá này, cho bé nào tầm 18 kg quay đầu nhá, 18 kg quay đầu nhá. Ai lấy 3D chốt 3D cho em này, ai lấy 3D chốt 3D cho em này. Lớp trong cực kỳ dày dặn đẹp nhá, áo 3D này. Ai lấy 3D chốt 3D cho em này. Em con bồ nỉ này nhá, bồ nỉ này, bồ nỉ. Bồ nỉ này đẹp chị này, bồ nỉ này em xéo nhá, em xéo 99 cá này. 140 em xéo 99 cá này, con hai bồ em xéo cho mọi người cho hết nhá. Em xéo áo xanh rồng hơn chị ạ, áo xanh rồng hơn một tí. Áo này đẹp này, áo màu vàng, áo vàng này. Áo xanh rồng hơn một tí nha chị nha, áo xanh rồng hơn một tí nha. Áo xanh rồng hơn một tí chị mất thích thì để em đưa xuống cho mà coi. Em đưa xuống nha nha. Đấy này, áo đồ bồ nha, bồ này. Bồ này đẹp chị này, em lấy cho con em hai bồ đấy. Đây nha. Bồ màu xanh này cho bé 15 kg quay đâu này, bồ này cho bé 15 kg quay đâu này. Cho em bồ nỉ đỏ ok Nguyễn Ngân nha. Mà cái này tầm 10 đến 15 kg mặc vừa thôi nha. 10 đến 15 kg mặc vừa này, bồ nỉ đỏ cực kỳ đẹp luôn. Em xả 99 cá luôn này, bồ nỉ đỏ nè. Mọi người nhìn chất này. Hàng này không bao giờ mọi người mua được 99 cá đâu. Em xỉ vào là chỉ em đã xỉ vào là em xả lỗ cho mọi người luôn nha. 140 cá đấy nha. Mọi người nhìn chất này báo đẹp nha. Bồ nỉ đỏ em còn hai bồ này. Ai em còn hai bồ nhá. Rồi cho Nguyễn Ngân và chị cái chị Hàng này. Đây em còn hai bồ nha. Em định lấy hai bồ màu đỏ nhưng mà con em có rơi nên lắm. Đấy Nguyễn Ngân nha. Nguyễn Ngân 17 cân, 17 cân mấy tuổi đó Nguyễn Ngân ơi, 17 cân mấy tuổi đó? 17 cân mấy tuổi đó? 17 cân thì mặc ốm sạt luôn nha, 17 cân này có cái áo này đẹp này Nguyễn Ngân đấy. Đấy nha, khoảng tầm 18 cân quay đâu này, áo này em xéo 99 cá này, ai lấy chốt cho em này 18 kg quay đâu nha. Em xả 99 cá này 18 kg quay đâu, em xả 99 cá. Ai lấy chốt cho em nha, ai lấy chốt cho em này. Áo da này em xả lỗ 150 cá này. Nguyễn Ngân này không mặc được nha, 6 tuổi không mặc được. 6 tuổi không mặc được Nguyễn Ngân ơi, cái này tầm 3 tuổi đồ lai thôi, 3 tuổi đồ lai thôi Nguyễn Ngân nhá. 3 tuổi đồ lai thôi. 6 tuổi không vừa nha, 6 tuổi thì mặc áo vẹt này, 6 tuổi thì mặc đồ thôi nha. À 6 tuổi à, 6 tuổi có bồ đi Nguyễn Ngân nha, 6 tuổi có bồ đi chị nó xéo này. 6 tuổi có bồ đi mua 2 bồ 150 cá nha, 2 bồ 150 cá cho bé tầm 18 kỷ, 17 kỷ mặc vừa Nguyễn Ngân này. 17 kỷ mặc vừa Nguyễn Ngân nha, đấy nhá. 6 tuổi này, 6 tuổi này, có màu đỏ và màu xám nha, em xéo 2 bồ 150 cá này. Con 2 bồ nhá, à con 3 bồ nhá. Con 3 bồ em xéo 2 bồ 150 cá này. Ra ra chị, đấy nhá, bồ này em xéo này, 2 bồ 150 cá, bé 17 cân quay đâu này, Nguyễn Ngân này.
hai bộ này em xéo 150k hai bộ nhá, chất cực kỳ dày dặn đẹp nhá mọi người nhá, chất cực kỳ dày dặn đẹp này. Bộ này cho bé khoảng tầm 18kg quay đầu nhá, 18kg quay đầu. Ai lấy bộ chốt bộ cho em, bộ xám và bộ này nhá, bộ xám và bộ ghế này. Bộ xám em sơ rồng chị ạ. Bộ xám tầm 17kg 18kg mặc vừa nhá. Em cứ đối xuống cho có chị thử có vừa không? À mất rồng chị ạ. Rồng chị nhá, khoảng tầm 17-18 cân vừa. Em cứ đưa xuống cái chị có vừa thì chị sẽ chị có nhá. Em có bộ sao vàng đi nữa này. Bộ sao vàng nhá, bộ sao vàng cho bé này. Bộ sao vàng nhá. Em có quần bò nhá, quần bò đi này, em mua cho con hơi rồng một tí nhá, mua cho con hai quần nhưng mà hơi rồng này. Hai quần nhá, em con hai quần cho bé 15 kg quay đầu này, 15 kg quay đầu quần này cho bé này. 70k nhá, 70k quần bò nhá mọi người nhá, quần bò này. Quần giả bò nhá, 70k này. Ai lấy chỗ cho em nhá, quần giả bò 70k này, ai lấy chỗ cho em nhá, em mua cho con những hơi rồng này. Đấy nhá mọi người nhá, quần giả bò này cực kỳ đẹp luôn nhá. Ok chị cái khoản này quần đẹp lắm, em mua mấy bị rồng. Mua quá mang là không được thử là rồng nhá. Đấy nhá. Em có em số mấy mà. Số 6. Số 6 bé con chị có vừa không, để em buổi mà em đưa xuống cho chị có chiều nhá. Chị em đưa xuống cho chị có. Vậy cho bé này, vậy cho bé nhá. Rồi em lấy hai quân. Đấy nhá, vậy cho bé này em xả 99k vậy cho bé này. Có áo 6. Ai ra áo 6 này, áo 6. Rồi em đưa áo 6 xuống cho chị. Áo 6 này khướng lại mà, khướng hơi rồng quá, con ủn nó hơi rồng quá nên là em về em. Đấy nhá. Ai lấy bộ này, ai lấy hai bộ nhá. Hai bộ này 150k này, ai lấy nào. Áo vẹt này em xéo xả lỗ cho mọi người 280 xuống con 150k này. 150k áo vẹt cho bé nhá, áo vẹt cho bé này. Áo vẹt cho bé em xả lỗ cho mọi người 150k nhá, em xả lỗ 150k này. Bé. À rồi em đưa xuống cái chị coi. Ai nó còn một bộ nữa hay. À một bộ gì bụi lại đấy. Đấy nhá, ai lấy chỗ cho em, hình như nó còn một bộ size to phải chị ạ. Để em sẽ em coi coi. Có một bộ nhúng đỏ này, em xéo 99k bộ nhúng đỏ hàng xịn nhá mọi người nhá. Bộ nhúng đỏ hàng xịn này cho bé 15kg quay đầu nhá. À cho bé 13kg quay đầu này. 13kg quay đầu nhá, bộ nhúng đỏ này. 13-14kg đây, 13-14kg mặc vừa nhá. Đấy nhá, ai lấy bộ nhúng đỏ cho bộ nhúng đỏ cho em này 99k này. 14kg quay đầu bộ nhúng đỏ nhá, 14kg quay đầu bộ nhúng đỏ này. Bộ nhúng đỏ này nhá, ai lấy chỗ cho em này 14kg quay đầu nhá, bộ nhúng đỏ nhá. Nhúng đỏ 14kg quay đâu, ai lấy nhúng đỏ chốt nhúng đỏ cho em 99k này, nhúng xin nha mọi người nha. Hàng nhúng xin nha, 99k em xả lỗ này 99k nha. Ai lấy chốt cho em nhúng đỏ này. Nhúng đỏ 99k nha, cho bé gái này. Mẹ nào có bé bao nhiêu kỷ có mơ cho em nha, mẹ nào có bé bao nhiêu kỷ có mơ cho em nào. Mẹ nào có bé bao nhiêu kỷ có mơ cho em nha, em xả đôi cho bé xong em sẽ xả mẫu đô ngay lớn này. Em có quần bò này là hàng xịn nhá, quần bò này hàng xịn dành cho bé. Cho chị xem áo da bảo mau nấu. Áo da bảo mau nấu. Đấy chị nhá, áo da bảo mau nấu này. Đấy chị, áo này là áo ba đế chị nhá, áo này là áo ba đế này. Áo ba đế chị nhá. Áo ba đế này. Áo này là áo ba đế chị nhá. Có 5kg không chị? À 5kg à. À không chị à, 5kg em không có chị nhá. 5kg em hết rồi chị nhá. 5kg em không có ạ. À. Em chỉ có 8kg thôi nhá. Em chỉ có cho bé 8kg đó. Đây vậy này em xéo 99k này, vậy này em xả 99k cho bé nào từ 12 đến 15kg quay đâu nhá, 10 đến 15kg mặc vừa này. Vậy này em con hai cả em xả 99k này, 10 đến 15kg quay đâu nhá. 10 đến 15kg quay đâu. Vậy này em xả 99k cho bé này, 10 đến 15kg quay đâu nhá. Vậy này 99k này cho bé này. 18 tháng to quá. Dạ 18 tháng hơi to chứ nhá, 18 tháng hơi to chứ ạ. 18 tháng nhá, em có áo pháo này. Áo pháo này em coi điên. Em coi điên chị ấy không nghe mà em xả luôn nhá. Đây áo pháo này, 18 tháng có mẫu này nhá.
Mẫu này nhá, 140k này, em xả 140k áo pháo đỏ này. Ai lấy pháo đỏ chốt pháo đỏ cho em một áo chủ nhật 10 pháo đỏ nhá. Pháo đỏ em xả 140k cho mẹ nào chia sẻ cho bé em này. Pháo đỏ 140 nhá. Đây cho bé từ 12 kỷ quay đầu thôi nhá. 12 kỷ quay đầu, xài này 18 tháng vừa nhá. Chị tỷ đấy này. Mẫu này cho bé 12 kỷ quay đầu, mẫu này cho bé 12 kỷ quay đầu 140k, trong lớp lót nỉ bóng cực kỳ dày dặn đẹp nhá. Ai lấy chỗ cho em đỏ nhá, pháo đỏ này. Cái này là gió khách lấy rồi mà. Hèn đấy là em xả luôn nhá. Đây, mẫu này cho bé 18 kỷ quay đầu này, mẫu này cho bé 18 kỷ quay đầu. Em xả 140k cho mẹ nào chia sẻ cho bé em này. Mẫu này thị trường không bao giờ các mẹ mua được giá 140k nhá, hàng Quảng Châu siêu đẹp. Mẫu này trên thị trường bán phải tầm 280k nhá. Đấy nhá. Ai lấy chỗ cho em này, ai lấy chỗ cho em nhá. Ai lấy da vàng cổ lống, chỗ da vàng cổ lống chất cực kỳ dày dặn ẩm nhá. Không bao giờ các mẹ mua được đâu với giá 150k đâu. Chị Nguyễn Ngọc ấy, em ở Anh Sơn Nghệ Án nhá. Em ở Anh Sơn Nghệ Án chị nhá. Em chỉ còn ít mẫu nên em xả cho hết nhá. Em nghĩ bạn đấy là em xả cho hết nên là các mẹ đánh thủ vào mua nè. Áo da này, áo da bé gái này. Vậy bé gái nhá, vậy bé gái này 10 lắm để là 30 kỷ đâu mặc vừa này, em xả 99k luôn nhá. Mẫu này em còn ít cái này em xả cho mọi người 99k luôn này. Em xả nghỉ bán này là các mẹ đánh thủ vào mua, không bao giờ có giá rẻ như thế này đâu nhá mẹ nhá. Đây, vậy này em xả 99k. Ai lấy chỗ cho em vậy không nhá. Vậy không này 99k này. Áo da này em xả 120 cho bé nào 20 đến 25 cân mặc vừa này. 20 đến 25 cân mặc vừa nhá. Đấy nhá, áo da này 120k này. Em xả luôn nhá, ai lấy xanh sọc chốt xanh sọc cho em này. Áo pháo này 150k này. 150k nhá, cho bé 25 kỷ quay đầu nhá. Cho bé 25 kỷ quay đầu, ai lấy thì chốt cho em luôn này. Em có xẹt da cho bé này. Xẹt da cho bé nhá. Xẹt da mẫu này em xéo 160 này. Một váy da kem một áo khoác da. Một váy da nhá, kem một áo khoác da như thế này nhá mọi người nhá. Một váy da kem một áo khoác da như thế này này. Cho bé 12 đến 18 kg mặc vừa. Mẫu này em xéo cho các mẹ 160k nhá. 160k một xẹt gồm một váy và một áo da như thế này nhá. Một váy da và một áo da này. Mẫu này em xéo cho các mẹ là 160k nhá. Không bao giờ các mẹ mua đâu được với giá 160k đâu nhá. Đây, một váy da như thế này nhá. Tâm cho bé 16 kỳ quay đầu thôi, 16, 17 kỳ quay đầu thôi nhá các mẹ nhá. Đây, ai lấy chỗ cho em một xẹt da hồng và một xẹt da tím nhá. Em còn hai xẹt này. Em còn hai xẹt nhá. Em còn một xẹt màu tím và một xẹt màu hồng này. Ai lấy màu nào thì chốt màu đỏ cho em nhá. Màu tím và màu hồng. Ai lấy tím chốt tím, ai lấy hồng chốt hồng cho em nhá. Em sẽ qua ít mẫu đồ người lớn này. Mẹ nào muốn mua đồ cho bé thì muốn mua đôi cho bé thì comment cho em nhá. Mẹ nào muốn mua đôi cho bé thì vào comment cho em nào. Mẹ nào muốn mua đôi cho bé thì vào comment cho em nhá. Số cần số kỳ em sẽ lấy mẫu lấy size cho mọi người nhá. Số cần số kỳ em sẽ lấy mẫu lấy size cho mọi người nào. Số cần số kỳ em sẽ lấy mẫu lấy size cho mọi người nhá. Chào chị Hồng Thơm nhá. Em có một bộ nỉ đỏ này. Em còn một bộ nỉ đỏ nhá. Một bộ nỉ đỏ em xéo 99k nào. Còn một bộ nỉ đỏ nhá. Ai lấy nỉ đỏ chốt nỉ đỏ cho em nào. Nỉ đỏ cho bé 15 kỷ quay đâu. 15 kỷ quay đâu nhá. 10 đến 15 kỷ nào. Ai lấy nỉ đỏ chốt nỉ đỏ cho em nhá. Nỉ đỏ 15 kỷ quay đâu. Em xả cực kỳ rẻ nhá. Các mẹ đánh thủ vào mua nhá. Không bao giờ các mẹ mua được với giá rẻ như thế nào đâu. Em sẽ quá ít mẫu đô nguyên lớn nhá. Vậy em đang mặc này. Vậy em đang mặc nhá. Vậy em đang mặc này, hàng thiết kế này. Em xéo mua cho mọi người váy này với giá 120k nhá mọi người nhá, 120 này. Váy em đang mặc 120 nhá, 120 này. Chân váy em đang mặc chân váy này em xéo 180k này. Có hai màu nhá, có màu xanh sọc nhá, mẫu này lục sáng chị ấy chốt nhưng mà chưa cho em địa chỉ nên em xả này. Đấy nhá, có hai này xanh sọc và nấu sọc nhá. Xanh sọc và nấu sọc này, đấy. Chấn vải này em xả cho mọi người 80k nha. Chấn vải này em xả 80k này. Ai lấy chấn vải chốt chấn vải cho em 80 nha. Mọi người chia sẻ cho bé em nào. 80k chấn vải nha. Chấn vải 80k này. Ai lấy chấn vải
từ 48 kg quay đầu nhá, 48 kg quay đầu mặc vừa này, 48 kg quay đầu size M nhá, size M và size F nhá, size M và size F thôi nhá. Và chấn vảy này em xả 70 cá này, chấn vảy này em xả 70 cá nhá. À em không có chấn vảy cho mẹ, em chỉ có vảy cho mẹ thôi chị à. Vảy cho mẹ chị muốn mua vảy chị Hồng Thủy, em chỉ có vảy cho mẹ thôi nhá. Em có xẹt da này cực kỳ đẹp này, có màu tím và màu hồng này, xẹt da cực kỳ đẹp này. Xẹt da nhá, xẹt da cực kỳ đẹp cho bé này. Xẹt da nhá, ai lại xẹt da chỗ xẹt da cho em này 160 nha em xả nhá. Vảy cho bé này 15 kg quay đầu này. Vảy cho bé này em xả 99 cá này. Vảy cho bé em xả đông giá 99 cá, vảy cho bé này cực kỳ đẹp luôn nhá. Em xả hết đôi cho bé này, đôi người lớn mà đôi cho bé em xả hết nhá. 99 cá không bao giờ các mẹ mua đâu được với giá 99 cá nhá. Màu vảy này em xả 99 cá này. Ai lại vảy chốt vảy cho em 99 cá nhá. Mẹ nào muốn mua cho mẹ bao nhiêu kỳ có mơ cho em nha. Vậy nay em xả 70 cá nào. Có áo da cho mẹ gái 30 cân không? Có chị nhá, em có một mẫu này này. Đây 30 kỳ nhá, 30 kỳ em có áo này này. Em có áo da hôm nay em xả cho mọi người 120 nhá. Áo da hôm nay 120 cá cho mẹ 30 kỳ quay đâu này. 120 cá này. Đấy nhá, ai lấy da hông, chỗ da hông chất cực kỳ dày dặn đẹp. Em xả 120 nhá, 30 kỳ quay đâu này. Da hông này và áo pháo xanh này nhá, 30 kỷ quay đâu này, 30 kỷ quay đâu nhá, áo pháo xanh và áo da hông. Em xả 120 cá nhá, đấy nhá. Áo da em xả 120 này, chất cực kỳ dày dặn nhá, em chỉ còn chị Nguyễn Ngọc ơi, em chỉ còn ít. Chị Nguyễn Ngọc, chị ở chị lấy cho bé bao nhiêu kỷ, vì là em còn có ít mẫu thôi à. 15 cân bé trái à chị Tấm Phán. 15 cân của bé trai bé gái à. Đấy nhá, 15 cân bé gái này. Đấy em con vảy nhá, vảy này vải xẹt nhá. Xẹt này em con xẹt này em xéo 160 này, xẹt này em xéo 160 nhá, xẹt vảy ra cho bé này. Chị Tấm Phán ấy, em ở Ánh Sơn Nghệ An nhá, em ở đỉnh Sơn Ánh Sơn Nghệ An nhá. Đấy nhá, xẹt này này 160 cá này, có màu tím và màu à. Có màu tím và màu hồng nhá, màu tím và màu hồng này 160 đây. Màu tím và màu hồng nhá. Màu tím và màu hồng này. Đây, có xẹt màu tím và màu hồng em xả 160 nhá. Em xả 160 một xẹt nhá, 280 cái em xả 160 một xẹt nhá. Không bao giờ các mẹ mua được xẹt này với giá 160, em thề với các mẹ nhá. Một vảy này các mẹ mua đã tầm trên 100 cá rồi mà tính cả một áo da này quá rẻ luôn nhá. Một xẹt vảy này màu tím và một xẹt màu hồng nhá. Một xẹt màu hồng này da cực kỳ đẹp luôn. Em báo da báo chất cho mọi người luôn nhá. Em báo chất báo da cho mọi người này, áo này. Áo cho bé này. Em chỉ có ít mẫu là nên em xả, nên các thằng mẹ muốn mua cho bé bao nhiêu kỷ nên có mơ cho em nhá. Em có vảy này em xả 99 cá cho bé 15 kỷ quay đâu này. À 15 kỷ đến 30 kỷ nhá. 15 đến 30 kỷ này, ai lấy hông chốt hông cho em này. Ai lấy vảy hông chốt vảy hông cho em nhá. Ai lấy vảy không, chốt vảy không nha em nè. Em có áo này cho mẹ 15 đến 20 kỷ mặc vừa này, 15 đến 20 kỷ mặc vừa nhá. Mẫu này 15 đến 20 kỷ mặc vừa nào, xả 99 cá nào, ai lấy chốt cho em 99 cá nào. 99 cá nhá, ai lấy vẻ chốt vẻ cho em 99 cá. À áo khoác sánh cho mẹ này 99 cá nhá. 99 cá khoác sánh cho mẹ này. Em sẽ xài màu đô ngay lớn nhá. Em xài màu đô ngay lớn này. Em xài áo này cho mọi người 99 cá nhá. Áo khoác sọc này 99 cá này. Ái lấy khoác sọc, chuột khoác sọc cho em 99 cá nào. 99 cá khoác sọc nhá. À bé trái chị Nguyễn Ngọc ơi, bé trái 25 kỳ em không có ạ. Bé trái 25 kỳ em không có chị ạ. Đấy nhá, đô nữ này em xài đô ngay lớn nhá. Em sẽ xài màu đô ngay lớn này, màu này em xài 99 cá nào, em xài nghỉ bán đến lắm. Các mẹ vào mua giúp em này. Đây nhá. Em xài em đang mặc 99 cá này. Đây nhá, em xài em đang mặc 99 cá nhá mọi người nhá. Áo thu đấu sọc này em xài cho mọi người 80 cá này. Áo sọc này 80 nhá, ai lấy sọc 80 chốt sọc 80 cho em này. Áo phông sọc 80 nhá, ai lấy sọc 80 chốt sọc 80 cho em này.
Đây mẫu em đang mặc này xả 99k, ai lấy chỗ cho em. 99k nhá, ai lấy chỗ cho em này. Áo khoác 99k nhá. Mẹ nào muốn em lấy nào ra thì em sẽ lấy nào ra nhá. Áo bomber này 130k, áo bomber này nhá. Áo bomber sọc này 130 này, ai lấy sọc 130 chỗ sọc 130 cho em này. Sọc 130 nhá, ai lấy sọc 130 này. Sọc 130 nhá. Đây sọc 130 ai lấy sọc chỗ sọc 130 cho em nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn này mọi người nhìn chất nhá. Sọc này em bán với giá 130k này, ai lấy sọc chỗ sọc cho em 130k sọc nhá. Sọc 130 này ai lấy sọc chỗ sọc cho em 130, chất cực kỳ đẹp hai lớp nhá. Chất hai lớp báo đẹp luôn nhá. Chất hai lớp báo đẹp cho mọi người nhá. Ai lấy sọc chỗ sọc cho em 130 nhá. Sọc 130 này. Áo da em xéo đông giá 199k nha. Áo da em xéo đông giá 199k nha. Em phổ pháo ghi lễ này. Pháo ghi lễ mẫu này em xéo cho mọi người. Em xả hết nhá. Em xả hết nên là các mẹ, em xả hết đô người lớn nên là các mẹ muốn mua, các mẹ nào muốn ốm hết về bán thì em sẽ để giá rẻ cho mọi người nhá. Đây em xả hết nhá. Em xả hết này. Đây áo pháo này nhá. Áo pháo này 40 đến 50kg đâu mặc vừa này. Pháo này nhá, 199k một áo nhá. 199k này. Ai lấy pháo vàng, chụp pháo vàng cho em nhá. Pháo hàng Quảng Châu chất cực kỳ xịn luôn nhá. Pháo này báo đẹp luôn này. Cao tóc Huệ Trí nhá. Mọi người chia sẻ lên cho em nào. Áo vẹt này này, áo vẹt này em xả cho mọi người là 99k nào. Áo vẹt này là dành cho người từ, áo vẹt nhá, áo vẹt là dành cho người từ 40 đến 45 đến 40 đến 48kg mặc vừa. Màu vẹt này em xéo cho mọi người là 99k luôn này. 99k một áo vẹt nhá, không đâu có mọi người mua được với giá 99k nhá. Đấy là em xả nhá. Em xả cho hết nhá, em xả cho hết này 99k này. Ai lấy vẹt chốt vẹt cho em 99k nhá, vẹt 99k nhá. Ai lấy vẹt chốt vẹt cho em 99k vẹt này. 99k vẹt nhá. Áo cá ký này. Em xả áo da, áo cà khí, áo pháo đông giá 199k nhá mọi người nhá. 199k nào. Áo này là 40 đến 48kg mặc vừa. 40 đến 48kg mặc vừa nhá. Em xả màu này là với giá này 199k này. Ai lấy khoác chốt khoác cho em nhá. Ai lấy khoác chốt khoác cho em này 199 nhá. Khoác này em xéo 199k này. Khoảng này em xéo 199k, ai lấy khoảng chốt khoảng cho em 199k khoảng nhá. Khoảng 199, ai lấy khoảng chốt khoảng cho em 199 nhá. Khoảng 199k dành cho 48kg quay đâu. Khoảng cá ký nha, em xếp nó hơi nhắn này. Khoảng cá ký này em xéo 199k này, ai lấy khoảng chốt khoảng cho em nhá. 199k khoảng cá ký nhá. Khoảng cá ký 199 dành cho người từ 48kg quay đâu. 48kg quay đâu mặc vừa nhá. Ai lấy khoảng cá khí, chốt khoảng cá khí cho em nào. Khoảng cá khí nhá. Em có áo da này, áo da cổ lống nhá. Áo da cổ lống mẫu này em xéo này 199k da cổ lống nhá. Lống có thể tháo rơi này. Áo da cổ lống mẫu này em xéo 199k da cổ lống nhá. 199 này. Da cổ lống em xéo 199k dành cho người từ 50kg quay đầu nhá. Da cổ lống 199k này. 50kg quay đầu. 50kg quay đầu 199k nào. 50kg quay đầu nhá. 199k ai lấy chỗ cho em. Đấy nhá, da cổ lống này em xả 199k này. Mẫu này lúc sáng có người hỏi rồi nhưng mà em nhân tính không trả lời nên là em xả lá nhá. Em nhân tính không trả lời nên là em xả lá đấy. Mọi người chắc chắn lấy hàng thì đặt hàng giùm em nhá. Áo da này, áo da em xả đông giá 199 nào, mọi người chia sẻ cho em nào. Mọi người vào chia sẻ cho em nhá. Áo da này em xả 199k này. 199k nào.
Áo da màu xanh dành cho có size dành cho người từ 60 40 đến 60 kg mặc vừa nhá. Đây có size 40 đến 60 kg mặc vừa, da xanh cô bán 199 nhá. Da xanh cô bán 199 này, da lông bao đẹp cho mọi người nhá. 199 cá này. 199 cá này ai lấy chốt cho em 199 nhá. 199 cá một áo nhá, báo rẻ báo đẹp cho mọi người nhá, chất da báo đẹp này. Mọi người chia sẻ lên cho bé nào, tàu tụt nghe xem rồi mọi người vào chia sẻ cho bé đi nào. Mọi người vào chia sẻ cho bé vậy ạ. Đây nhá, áo ghi lê này, áo pháo ghi lê nhá. Áo pháo ghi lê em sale cho mọi người là 99 cá nào. Pháo ghi lê nhá, em sale cho mọi người 99 cá luôn nhá. Pháo ghi lê màu đen này, em sale cho mọi người 99 cá. Pháo ghi lê màu đen nhá, 99 cá, mọi người chia sẻ lên cho bé nào. Mọi người chia sẻ lên cho bé nhá, em sale này pháo ghi lê này 99 cá nhá. Ai lấy pháo ghi lê chốt pháo ghi lê cho em 99 cá nào. Pháo ghi lê 99 cá nhá. Ai lấy pháo ghi lê chốt pháo ghi lê cho em này 99 cá một áo nhá, giá lồn cực kỳ đẹp này. Áo pháo giá lồn nhá, pháo ghi lê giá lồn này. Chị Hoàng Yến ơi, em sale đồng giá chỉ 199 cá áo da người lớn nhá, áo da nhá, áo da hàng. Áo da màu vàng này cực kỳ đẹp luôn nhá, em sale 199 cá nhá. Đây áo da vàng này, dành cho người từ 42 đến 55 kỷ mặc vừa nhá. Màu da vàng này này, em sale cho mọi người là 199 cá nhá. Xả lỗ cho mọi người là 199 cá nhá. Hàng da Quảng Châu này, giá của nó 550 cá, em xả lỗ 199 cá này. Ai lấy chốt cho em nhá. Áo này là chị, áo này là hàng giá lồn nha, giá lồn hàng cao cấp nha. Mẫu này có giá của nó là 5 triệu nha mọi người nha. Giá gốc của nó là 5 triệu nha, giá gốc của nó là 5 triệu này. Em sale mẫu này với giá 480 cá nha mọi người nha. Mẫu này dành cho người tầm từ 45 đến 50 kg đâu mặc vừa, 55-60 kg đâu mặc vừa. Nhưng mà phải cao 1 tí nha. Em mẫu này phải trên 1m50 mặc mới đẹp nhá, không thì mọi người có thể cắt nhá. Nhưng mà mẫu này là mẫu đắt, mẫu này là dành cho người từ, mẫu này là 480 cá đó mọi người nhá. Hàng khóa hàng giá gốc của nó là 5 triệu nhá. Chất giá lồn báo đẹp này, chất giá lồn báo đẹp nhá mọi người nhá. Giá gốc của nó là 5 triệu nhá mọi người nhá. Mẫu này là 480 cá. Ai lấy chỗ cho em 480 nhá. Mẫu này 480, khoác này em mặc nó hơi dài nhá. Khoác này dành cho người từ 1m50 trở lên nhá. Em chưa được 1m50. Áo sọc báo đẹp cho mọi người nhá. Giá gốc của nó là 5 triệu nhá. Đây ai lấy này khoác 199 nhá. Khoác giá này 199 này. Ai lấy chỗ cho em nhá. 199 cá này. Ai lấy vàng chốt vàng cho em 199 cá vàng nhá. Mẫu này em sale 199 cá da đỏ này nhá. Da đỏ này em phụ xả cho mọi người 199 cá này. Hàng 550 cá em xả con 199 cá nhá. Em xả 199 cá này, 45 đến 55 kỳ mặc vừa. Chất em báo đẹp có màu đen và màu đỏ. Chất em báo đẹp nhá, có màu đen và màu đỏ nè. Có đen và đỏ. Có đen và đỏ mọi người nhá. Có màu đen và màu đỏ, 55 kỳ quay đầu này. Màu đen và màu đỏ, ai lấy đen chỗ đen cầm cực kỳ nặng tay nha. Em báo chất cho mọi người này, cực kỳ rẻ mà đẹp này. Ai mọi người nha, chất này em xấu em cho trả luôn nha. Màu đen và màu đỏ này, ai lấy đen chỗ đen, ai lấy đỏ chỗ đỏ cho em này. Đấy nha, màu đen và màu đỏ này. Màu đen và màu đỏ nha, ai lấy đen chỗ đen, ai lấy đỏ chỗ đỏ cho em này. Báo rẻ, báo đẹp cho mọi người nha.
màu nấu này dành cho người 48 ký quay đầu này. Màu nấu này em xéo nha. Màu nấu này là em xả cho mọi người là 199 cá này. Ai lấy nấu chốt nấu cho em 48 ký quay đầu 40 đến 48 ký mặc vừa nha. Màu nấu này size S 40 đến 48 ký mặc vừa, em xả cho mọi người 199 cá đen này. Ai lấy đen chốt đen cho em 199 cá đen nha. Ai lấy đen chốt đen cho em 199 này. Đen 199 nha. Da đen này. Da đen nha mọi người nha. Da đen báo đẹp. Da đen báo chất báo đẹp cho mọi người. Em xả 199 cá. 199 cá da đen nha mọi người. Nhìn chất này. Chất em báo đẹp cho mọi người nha. Da đen 199. Ai lấy da đen chốt da đen cho em 199 cá da đen nha. Da đen sáng phóng cực kỳ chuẩn nhá. Màu này em cũng xả cho mọi người 199 cá này. Da em xả nhá. Em xả hết nhá. Xả thì bán này là mọi người. Đây áo pháo này. Áo pháo em xả 199 cá này. Pháo em xả đông giá 199 cá pháo nha. Báo đẹp cho mọi người này. Pháo đông giá 199 cá pháo nha. Ai muốn xem, ai đang xem cho em xin một chấm nào. Mẹ nào muốn xem đôi gì thì có mơ cho em nha. Áo da này này em xả cho mọi người 320 cá. Giá gốc của nó là 5 triệu nha mọi người nha. Mọi người nhìn chất này, giá gốc của nó là 5 triệu nhá. Giá gốc của nó là 5 triệu nhá mọi người nhá. Màu này giá gốc của nó 5 triệu này. Da đỏ choang, màu này em da đỏ choang này em xả cho mọi người 320 cá nhá. 320 cá nhá. Da đỏ choang 320 cá. Da đỏ choang nhá, 320 nhá. Da đỏ choang này 320 cá nhá, cục này. Mọi người nhìn cục nha, cục bọc giấy này, cục bọc giấy em chưa thảo ra cho mọi người biết nó hàng của nó chuẩn như thế nào nhá. Đây mọi người nhìn chất này. Đây, hàng nha, hàng cục bọc giấy nha, báo xinh báo đẹp này. Đây da đỏ này. Ai lấy da đỏ chốt da đỏ cho em 320 cá nhá, da đỏ này. Giá gốc của nó là 5 triệu mọi người nhá, cái này em chưa xẻ túi đó. Em sẽ xẻ túi này. Đây da đỏ choang nhá, 320 cá này, da đỏ choang 320 nhá. Ai lấy da đỏ chốt da đỏ cho em này 320 cá da đỏ choang, một em duy nhất 320 cá nhá. 320 cá một em duy nhất da đỏ choang này. Da đỏ choang 320. Da đỏ choang nhá, 320 cá nhá, em xả cho mọi người 320 này. Mẫu này giá thị trường giá của nó là niêm yết của nó là giá 5 triệu nhá mọi người nhá. Giá của nó là 5 triệu nhá. Áo pháo nha, em sẽ lên màu áo pháo này. Em sẽ lên màu áo pháo nha mọi người nha. Áo pháo em xả đông giá 199 cá áo pháo nha. Pháo tín dành cho người 40 đến 50 ký mặc vừa. 40 đến 50 ký mặc vừa này. Áo pháo 40 đến 50 ký mặc vừa nha. Ai lấy pháo chốt pháo tím giúp em này. Pháo tím nha, 40 đến 50 ký mặc vừa. Em xả đông giá 199 cá pháo nha. Em xả đông giá 199 cá pháo này. Ai lấy pháo chốt pháo cho em 199 nhá. Pháo 199 này. Ai muốn xem pháo xem vậy thì chấm cho em một chấm nhá. Cá áo nám này có màu đen này. Có bé gái 14 kg nhá. Có áo bé gái 14 kg gì nhá. Đây bé gái 14 kg em con màu áo da này nhá. Lúc sáng chị ấy lấy nhưng mà em nhắn tin chưa trả lời cho em nên em xả này. Áo này cho bé nhá, em xả 120 nhá. Em xả 120 cá này áo da màu da. Cho bé 15 kg quay đầu nhá. 16 kg quay đầu nhá. 13 đến 16 kg mặc vừa nhá. 13 đến 16 kg này. Em xả mẫu này 130 cá này. 130 cá nha, chia sẻ này. Ai lấy chốt cho bé em nha, ai lấy da màu giá chốt da giá cho em này. Áo này cho vải này cho bé này em xả 99 cá. Cho bé 15 kg quay đầu nha, em xả 99 cá này. Cho bé 15 kg quay đầu 99 cá nha, ai lấy chốt cho em 99 cá này.
Xẹt vảy da cho bé này. Xẹt vảy da cho bé này 17 kỳ quay đầu. Xẹt vảy da màu này cho bé nha. Tầm 17 kỳ quay đầu nhá. Màu này này, xẹt này có màu tím và màu hồng. Màu này em xèo cho các mẹ 160k một xẹt nha. 160k một xẹt. Em còn 2 xẹt này. Đấy nhá. Em còn 2 xẹt nhá. Em còn 2 xẹt này. Đây em còn 2 xẹt nha mọi người nhá. Em còn 2 xẹt này. Ai lấy xẹt chốt xẹt cho em nhá. 99k. Chị lấy vậy 99k à chị? Màu màu này em xả 160k nha. Màu này em xả 160k nha. Ai lấy xẹt 160 chốt xẹt 160 cho em nhá. Đây em có áo vẹt vàng này chị Thiên Án này, chị lấy cái gì 99k đây. Màu vẹt vàng này em xả 99k này. Cho bé từ 13 đến 16 kg mặc vừa. 13 đến 16 kg mặc vừa nhá. Vẹt vàng em xả 99k này. Vẹt vàng 99k. Em xả vẹt vàng 99k. Ai lấy chốt cho em vẹt vàng nhá. Vẹt vàng bé gái em xả 99k nào. Ai lấy vẹt vàng chốt vẹt vàng cho em này. Cho bé từ 13 đến xẹt này 160 nhá. Cặp mẹ nhá. 160k một xẹt nhá. Màu này cho bé 160 nhá. Ai lấy xẹt chốt xẹt cho em này. Xẹt này cho bé từ 13 đến 18 kỳ, 13 đến 17 kỳ mặc vừa nhá. 13 đến 17 kỳ mặc vừa này. Ai lấy xẹt chốt xẹt cho em. Ai lấy xẹt chốt xẹt cho em nhá. Ai lấy xẹt chốt xẹt cho em này. Đây có màu tím và màu hồng, có màu tím và màu hồng nhá. Có màu tím và màu hồng này. Em có bộ này. Bộ này em xả này, bộ này em xả 2 bộ 150k này, con 2 bộ này. 150k con 2 bộ nha. 150k này con 2 bộ màu đỏ và màu đen, màu đỏ và màu xám 2 bộ 150k. Em xả 2 bộ 150k chất cực kỳ đẹp, có màu đỏ và màu gỉ này nha. Đây 2 bộ 150k, ai lấy bộ chốt bộ cho em 150 nha. Bộ 150 này ai lấy bộ chốt bộ cho em 150k này. 2 bộ 150 nha. Ok chị Thiên Án nha, vậy này. Vậy 99k đúng mà, vậy cổ tao 99k này. Vậy cổ tao 99k nha. Vậy cổ tao 99k, ok thì ok cho em này. Vậy này em xả 99k này, vậy cổ tao 99k nha. Vậy cổ tao 99k này. Em chỉ con ít màu lên nên em xả cho mọi người nha. Em chỉ con ít màu nên em xả thôi ạ. Đây 99k nha. Vậy cổ tao cho bé này 10 đến 15 kg mặc vừa nha. Em có size 10 đến 15 kg mặc vừa này. Ai lấy chốt cho em 10 đến 15 kg mặc vừa nha. 10 đến 15 kg mặc vừa này. Ai lấy chốt cho em này. Em có vảy này cho bé nha. Vảy này cho bé này 15 đến ok chị Thiên Án cho em địa chỉ và số điện thoại nào. Chị Thiên Án cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Đây màu này nha. Màu này này cho bé tầm từ 14, 15 đến 30 kỳ có sái nha. Màu này em cũng xả 99k hông lống nha. 99k hông lống này. Ai lấy vảy thì chốt vảy cho em này. Rồi ok chị Thiên Án cho em số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Em sẽ chị mọi người cho em địa chỉ và số điện thoại trên line em mới ship nhá. Lúc sáng có mấy người không cho em địa chỉ em sẽ xả ra hết nhá. Lúc sáng có mấy người cho em địa chỉ em sẽ xả ra hết này đấy nhá. Màu này nhá, màu này này, màu này này. Em xả cho mọi người 99k này. 99k nhá. Chị Nguyễn Hóa chị hỏi ạ. Rồi ok chị nhá, chị Nguyễn Hóa chị hỏi màu nào ạ? Đấy nhá, 99k này. Áo da vàng 199k nha. Áo da vàng màu này em xả 199 nha. Áo da vàng màu này em xả cho mọi người là 199k nha. Hàng Quảng Châu siêu đẹp rồi nha mọi người nhá. 99k một áo 199k nha. Không bao giờ các mẹ mua được áo này với giá 199k nha mọi người nhá. Áo da vàng nào 199k, da vàng nào. Da vàng nha, chị Thiên Án lấy thì cho em địa chỉ và số điện thoại nào. Đấy nha, ấy lấy cái chỗ cho em da vàng này 45 đến 55 kỷ đeo mặc vừa nha. Màu này em báo xinh báo đẹp cho mọi người này. Báo xinh báo đẹp nha. Em còn một màu này cho bé 10 đến 15 kỷ mặc vừa nào. Ai lấy vẹt, ai lấy áo cổ tao, vải cổ tao, chốt vải cổ tao cho em nha. Xẹt da này cực kỳ đẹp này, chị Thiên Án này, xẹt da nhá. Xẹt da này báo đẹp cho các mẹ luôn này. Một áo da kem, một áo khoác da nhá.
Một váy da này các mẹ đã mua trên 100k rồi nha. Ok chị Thiên Án này, em sẽ gọi điện chốt hàng cho chị nhá, chị Thiên Án nha. Đây nha, áo này này, có áo vẹt xẹt váy da cực kỳ đẹp, chị không ứng à, chị Thiên Án có xẹt váy da mà chị không ứng à. Em có bộ nhúng này, em xả cho mọi người 99k này. Bộ nhúng nha, bộ nhúng này cho bé 15kg quay đâu này. Bộ nhúng này em xả cho mọi người 99k này. Bộ nhúng chất cực kỳ đẹp nha, bộ nhúng báo đẹp cho mọi người này, 99k này, bộ nhúng nha, cho bé 15kg quay đâu này, 99k bộ nhúng báo đẹp nha, 99k bộ nhúng này. Ai lấy bộ nhúng đỏ chốt bộ nhúng đỏ cho em nhá, 99k nhá. Bộ nhúng đỏ này, da chị Nguyễn Thương ấy, em xéo đông giá 199k nhá. Áo da này ha, 550 em xả con 199 nhá. Chị nhìn chất này báo đẹp cho chị luôn nhá. 199k này, áo da vàng 199. Ai lấy da vàng 199 chốt vàng 199 cho em nhá. Áo da vàng 199k này. Áo da vàng 199k nhá. Áo vẹt vàng này, áo vẹt vàng màu này là cho bé 13 đến 16 kg mặc vừa. Màu này em xéo 99k vẹt vàng cho bé nha, vẹt vàng cho bé 99k nào. Ai lấy vẹt vàng cho bé chốt vẹt vàng cho bé nào, 99k nha. Đây ai lấy màu em đang mặc này, màu em đang mặc nha, 199k vàng này. Ai lấy vàng chốt vàng cho em 199k giá vàng nha. Hàng Quảng Châu em báo đẹp cho mọi người luôn nha, hàng Quảng Châu em báo đẹp này. Da đỏ này này, da đỏ này có hai màu, màu đỏ và màu đen nha. Da đỏ này có hai màu, màu đỏ và màu đen nào. Em xả này 199k luôn nha. Em xả da về pháo đông giá 199k cho các mẹ luôn này. Da và pháo đông giá 199 này em còn ý thôi. Nên là các mẹ nào muốn ốm hết thì em xả rẻ, em để trả rẻ cho các mẹ nha. Đây, ai lấy áo đỏ có màu đỏ và màu đen 55kg quay đâu nào. Có màu đỏ và này, màu đen 55kg quay đâu. Màu này em xả 199k luôn. Đây mọi người nhìn chất nha, hàng Quảng Châu em báo đẹp này, chất cực kỳ dày dặn đẹp nha. Em xả màu này 199k. Ai lấy chỗ cho em nha, da em báo đẹp cho mọi người 199k một da. Màu đỏ và màu đen. Màu đỏ và màu đen nha. Da này có màu đỏ và màu đen nè, mọi người đang xem cho em xin một chất nào. Mẹ nào muốn mua đôi cho mẹ em con số đường ý thế ạ. Áo pháo hông này em cũng xả 199k này. Pháo hông phá tay rèn nha. Pháo hông phá tay rèn em xả 199k nào. Pháo hông nha, phá tay rèn 199. Ai lấy pháo chốt pháo hông cho em. Pháo hông 199 dành cho người 50kg quay đâu. Pháo hông 199 nha. Đấy nha. Ai lấy pháo hông 199 chốt pháo hông 199 giúp em này. Em có áo này nha. Em xả cho mọi người 300k này. Pháo này là pháo lông vũ nha, pháo lông vũ, pháo chiếu nhẹ nha. Màu này dành cho người 45 để 50 là 50 kỷ mặc vừa này. 42 để 50 kỷ mặc vừa nha. Màu này em xả cho mọi người 300k này. Vải lông vải da chị nhá, vải lông nó vải da chị nhá, chất da em báo đẹp cho chị nhá. Vải lông vải da nhá, báo đẹp cho chị nhá. Cái này đấy là em xả lỗ đây, màu này không bao giờ các mẹ mua được 99k đâu nhá. Cho dù các mẹ lung tất cả cũng không bao giờ mua được váy này với giá 99k. Đấy là em xả hết đôi cho bé em nghỉ bán này. Em xả hết đôi cho bé em nghỉ bán nha. Em nghỉ bán này em xả hết thôi nhá. Em xả hết chị Thiên Án nha. Em đảm bảo chị nhá. Chị nhận váy báo đẹp luôn nhá. Đấy. Ai lấy chỗ cho em này. Áo này em xả 300k. Pháo lông vũ, pháo chiếu nhẹ nhá. Ai lấy chỗ cho em 300k này. Ai lấy chỗ cho em này. Pháo hông. Ai lấy pháo hông. Chỗ pháo hông cho em này.
em có pháo bomber này, em xả 120 cá này, pháo bomber này 120, ai chia sẻ cho em này 120 cá nha, ai chia sẻ cho em 120 nha, 120 này, ai chia sẻ cho em này 120 cá này. Em xả áo này với giá 120 nha, 120 cá áo này. Ai lấy nấu nè, nấu bomber, chuột nấu bomber cho em 120 nha. Nấu bomber 120, ai lấy nấu chuột nấu cho em 120 nha. Nấu bomber 120 này, ai lấy nấu chuột nấu cho em 120 nha. Nấu này em xả về giá 120 cá. Ai lấy nấu chuột nấu cho em 120 cá nha. 120 cá nấu này, ai lấy nấu chuột nấu cho em nha. Bomber nấu này, nấu 120 nha. Áo giá vàng này em xả 199 nào. Áo giá vàng này 50kg quay đâu, em xả 199 cá nào. Ai lấy cho em nha, ai lấy cho em xả 199 cá này. Giá báo đẹp cho mọi người nha, giá báo đẹp cho mọi người luôn này. Ai lấy giá vàng chốt giá vàng cho em nha. Giá vàng 199, giá vàng 199, ai lấy giá vàng chốt giá vàng cho em. Em có áo vẹt này, em xả cho mọi người 150 cá này. Áo này 150 cá nha mọi người. Nhìn chất này, hàng lót là biết hàng xịn nữa nha. 288 này em xả cho mọi người là mẫu này, em xả cho mọi người 150 cá luôn nha. 288 em xả cho mọi người 150 cá luôn này. Ai lấy vẹt chốt vẹt cho em. Ai lấy vẹt vàng chốt vẹt vàng cho em 150 cá. Vẹt nha, vẹt màu giá 150. Ai lấy chốt cho em 150 nha. Dành cho người từ 55kg quay đầu, vẹt 55kg quay đầu này. Em sẽ lấy, ok chị Thiên Án này đấy nhá, em sẽ lấy nịt màu áo len em xả cho hết nhá. Em xả người bạn này là em xả cho hết, nên là mọi người tránh thủ vào mua đồ cực kỳ giá rẻ luôn này. Đây, màu này cho người từ 55kg quay đầu này. Màu này là phóng rộng nhá, bẹt vải như thế này nhá. Em xả 99 cá này. Màu len bẹt vải này, hàng Quảng Châu siêu đẹp nhá. Em xả 99 cá này. Vừa chị nha, da vàng 53 cân mặc vừa nha. Áo 120 cá. Áo bomber 120 à. Áo bomber 120 này là dành cho người 50kg mặc vừa nha. 50kg quay đầu, 40 để 50kg đều mặc vừa nha. Màu bomber 120 nha. Pháo nấu vừa chị nha, tí gọn hóa nha, vừa nha. Vừa 50kg mặc vừa chị nha. 50kg đây, cái này là màu em mới nhà em mặc là 50kg mặc vừa nha, 50kg mặc vừa đẹp nha. Vừa nha. 50kg mặc vừa này, pháo 120 50kg mặc vừa này. Em có màu pháo này 50kg quay đâu này, màu pháo này 50kg quay đâu nhá. Em xả 199 cá này. Em xả 199 cá, 50kg quay đầu mặc vừa nha. Em xả 199 cá này. Ai lấy pháo nấu, chốt pháo nấu cho em 120 nha. Pháo nấu này là khoảng nhẹ nha mọi người nha, cực kỳ nhẹ này. Pháo này em xả cho mọi người này. Hàng báo đẹp nha, 450 cá. Em xả cho mọi người 199 cá. Không bao giờ gặp mẹ mua đâu được về giá 199 cá nha. Em đảm bảo cho mọi người nha, 199 cá không có nha. 50kg quay đầu này, màu này em mặc hơi rộng một tí, 50kg quay đầu nha. Đấy nha. Ai lấy nấu chuột nấu cho em này. Không lấy ngắn sau lưng. À áo giá. Áo giá vừa chị nhá, để em coi không. Chị Thiên Án giá vàng 53 kỷ. 53 kỷ mặc hơi ốm sạt chị nhá. Em 42 kỷ mặc rộng này. 53 kỷ là mặc vừa nha. 53 kỷ chị cáo 1 mét bao nhiêu đây? Áo sọc này là 199 cá này. Áo sọc này 199 cá dành cho người 52, 53 kỷ mặc vừa nha. 53 kỷ quay đầu này, 53 kỷ quay đầu nha. Mẫu sọc này 199 cá, 53 kỷ quay đầu nha. 53 kỷ quay đầu này, mẫu sọc này 53 kỷ quay đầu nha. Ai lấy sọc chốt sọc cho em 53 kỷ quay đầu này. 53 kỷ quay đầu, ai lấy sọc chốt sọc cho em nha. Mẫu này nha, mẫu này 53 kỷ mặc vừa nha. Mẫu này em 42 kỷ mặc hơi rộng nha. 53 kỷ mặc vừa này. Ai lấy vàng chốt vàng cho em này. Giá vàng nha, 53 kỷ quay đầu mặc vừa nha. Ok chị gón hóa này.
tí gón hóa này. 50 cân ok này, 50 cân mặc đẹp này. 53 kỷ là mặc vừa 50 chi tí gón hóa cho em địa chỉ luôn nha. Chị tí gón hóa cho em địa chỉ luôn nào. Chị tí gón hóa cho em địa chỉ luôn nha. Tí gón hóa cho em địa chỉ luôn nào. Mang bị chỉ đất ơi. Chỉ rồi.